Em nãy máy thiệt chứ, tí la nhìn thấy tí la đi không nổi luôn. Rồi, đã đăng ký nha mọi người. Cảm ơn người đẹp nha. Tí La Club chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn thì hôm nay các bạn thì Tí La sẽ đi review cho bạn xem nha. Thì ở Vĩnh Long đó các bạn, thì có một khu du lịch các bạn là nằm ngay chân là ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long luôn các bạn. Thì hôm nay Tí La Club sẽ vô khu lịch trình sang. Tí La Club sẽ review cho các bạn xem nha. Và các bạn hãy đi theo Tí La Club luôn các bạn. Đó là các bạn thấy là hôm nay là ở ngay chân khu du lịch Kim Sang bạn, là rất là đông, là những người đi tới đây để là tham quan luôn nha. Rất là đông nha. Đó, có anh ảnh ở trên kia cao luôn. Đó các bạn thấy là có cái em Thúy Liễu đang nói chuyện nha. Em chào cả nhà mình, Liễu đang dẫn khách đây, xin chào. Cảm ơn, thank you. Dành. Chị xấu vậy chị? Chị bé này chưa chân đã xấu rồi. Má chân của chị Liễu kìa. Quá trời lông luôn. Thấy cái chân của lông không? Đang làm gì không? Tướng quá đẹp luôn ha. Ai còn chụp coi chị Liễu chưa? Chưa má ơi. Cười lên, cười lên. Quá vui luôn các bạn. Phải nói là khu du lịch Tiên Sang rất là vui nha. Mọi người biết và thương Liễu nhiều trong khu lịch Vinh Sang, cảm ơn chị nhiều nha. Khách lượng đến đông, nhiều khi vào cuối tuần Liễu không có phục vụ chăm sóc chu đáo, rồi không có thể bắt tay và ôm hôn từng người, không có chụp hình được từng người. Mọi người có xem được thì mọi người thương Liễu bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người đã cho Liễu ngày hôm nay cho khu lịch Vinh Sang có khách hơn nhiều hơn, đã thương Liễu cho Liễu miếng cơm manh áo và thương mẹ con Liễu. cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn, thank you. Cảm ơn. Ở đây là một cái hồ bơi, những cái chiếc xuồng nhỏ luôn luôn các bạn. Đó. Quá sẽ vui nha. Cái ao này cũng rất là to nha. Ở đó mình sẽ quay kia, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy là trên đó là có mấy người đẹp đang ngồi ở trên một cái đồi luôn nha. Chạy kìa, chạy rồi, cưng quá. Này là mấy em, là mấy đứa nhỏ đó các bạn, thì đang là xích đu nha. Lắc đi. Quá đã luôn. Rồi. Mạnh lên. Mạnh lên. Phải nè.
Mạnh lên. Quá sao vui luôn các bạn ơi. Quá trời vui ha. Có đứa em nhỏ đang xích đu luôn các bạn. Quá đã luôn, chơi cái này là chơi cái kiểu xích đu luôn các bạn. Đó 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 đó. Ủa sao sao một binh 2 và một binh 3 kìa vậy? Nó 50 cái mà để cái hai. Quá trời thấy cưng luôn ha. Đào cái chính thủy quá. Đào cái chính thủy quá. Mà đâu, mà đâu, mà đâu. Quá trời mệt luôn. Nhúng xuống. Nhúng xuống, nhúng xuống. Cho thêm một cái. Đó, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. À. Quá sẽ vui luôn các bạn. Ồ, chuột chi luôn kìa. Ồ, quá dữ, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Là mấy đứa đi là đến đây đi chơi vậy? Dạ, Bình Minh. À, vậy là cũng là trong tỉnh Vĩnh Long luôn các bạn. Chú làm phim. À, chú làm YouTube. Dạ, YouTube. À, quá dễ thương luôn. À, đúng rồi, chú làm YouTube đó. Cầu tình yêu kìa trời. Lên đi cái bồn liền, đây đi, mình lên đi. Đó là các bạn thấy nha, là ở trong khu lịch trên xe các bạn thì người ta cũng có làm một cái cây cầu là đây để là bắt ngang một cái mương nha, rất là lý tưởng nha. Em chào anh. À, cảm ơn em, cảm ơn. À, cảm ơn em. Chúng con vịt luôn rồi, dướng dây rồi. Ô, rớt xong đẹp quá. Nãy giờ chị thấy Thí Liễu ở đâu không vậy chị? Đây Thí Liễu, đây Thí Liễu đang, Thí Liễu đang đứng ở chân cái cây dừa đặng mà chụp ảnh nha. Quá quá trời xinh gái luôn trời. Máy dưới hết dung lượng rồi. Mấy em ở đâu mà mấy em đi đến đây chơi vậy? Chị ở An Giang, em ở Tây Ninh. Trà xa ha. Rồi nó rồi còn em này. Dạ em hướng dẫn viên này. À dạ dạ. Cảm ơn thank you. Dạ. Cảm ơn. Người nào người nấy xinh hay không? Cảm ơn anh. Quá xinh. Người miền Tây lúc nào cũng vậy chứ anh. Đó, người miền Tây dễ thương vô cùng. Thì đó các bạn, thì nãy giờ Tila cũng đi vòng vòng trong khu vực Tinh Sang bạn, thì bây giờ là cũng là gặp lại mấy đứa em nhỏ luôn nha. Đứa nào nó dễ thương hết rồi không? Trời ơi kìa, quá trời thấy cưng luôn trời. À, cảm ơn con nha, quá trời thấy cưng luôn trời. Rồi các bạn thấy là trong cái khu vực Tinh Sang bạn thì có trồng một cái hàng tre cực kỳ đẹp nha, mát rượi luôn nha. Còn bên kia là cái nhà ăn của Vinh Sang luôn các bạn.
Đó các bạn thấy đó, đây là những cái con đà điểu ở trong khu du lịch Vinh Sang luôn các bạn. Mà ở đây mình nhìn qua nhìn lại thì được có ba con nha. Con nào cũng lấy chà bá vậy. Hết hồn thiệt. Đó là các bạn thấy là khu này là khu là câu mấy cái con cá sấu luôn các bạn. Thì ở đây là bà con ta cũng đang đi lại để mà mua những cái cần câu để là câu giải trí chơi nha. Đó là các bạn thấy là ở dưới sông nha. Con nào con lấy chà bá nha. Có cảm thấy là có con nó nằm ở trên bờ luôn nha. Rất nhiều luôn chứ. Nhiều. Đang câu cái sống luôn. Đó thì bây giờ là các bạn thấy là một chú gà điểu đang đứng lên nha. Chà bá luôn nha. Đó thì giờ là các bạn thấy mấy em nhỏ chơi sớm giờ các bạn thì giờ là cũng mệt tới giờ là mua những cái đồ chua ăn vô nha. Dạ. Là bây giờ là cô bán là chôm chôm và đồ vua nha. Đó rồi. Ờ ok, ngon lắm ha. Đây là xoài nha. Cảm ơn, thank you. Ủa lấy 3 bình luôn hả? Đây là có tạm cho thì ăn. Cho thì ăn, cho thì nhịn. Nhiêu vậy cô? Ủa lửa cuộc chú chỉ chơi cái sống đâu. Cho nó đi thẳng sao? Đánh vậy cơ? Nãy mình chỉ tới rồi đó. Lộn. Giảm cái sức đi vô chổng. Ta nhịn quá trời. Nhịn gì? Chú về là chú phải để nằm cái mặt của tụi con lên cái chân bìa luôn nha. Rồi. Đó các bạn thấy là chung khu du lịch sang bạn thì có một cái giường chim luôn nha. Chim cò đồ đi về đây là cổ đó nó ở nha. Các bạn thấy là em Thí Liễu rồi đi nha. Ôi ơi, nãy giờ anh đi là kiếm em quá trời luôn vậy. Dạ, em vô uống vốn với ăn miếng cơm trưa sáng hay chưa ăn gì trơn. À, nhà mình thông qua anh thông qua vui ngang lát gặp lại. Rồi. Cảm ơn em. Thank you. À, bây giờ là Thí Liễu đi vô Thí Liễu ăn cơm và uống thuốc luôn các bạn. Bệnh rồi. Quá trời đẹp luôn đó. Quá trời đẹp lên trời. Rồi. Uống nước đây. Chị một lần nữa không chị? Vô không được nè. Có nữa. Lần nữa hàng. Dạ Thuận đứng đây nhanh hơn. Quá dễ thương. Đó hả? Lỡ vào đi. Ủa phê. Không. Quay khúc về đây coi. Chị. Quay khúc bội đây. Có rồi nè. Bội đi đâu kéo. Buông tay. Buông tay. Nắm vô tiền. Nắm vô hơi tụt áo phao giờ kìa. Ôi, nó cạn mà. Mà không có đụng được cái chân nghe không biết bao nên này không biết lấy thế làm sao để đi vô. Đừng nói quần quần hồ. Không để nha.
Ủa ai đụng chân em vậy? Hết hồn hả? Rồi lên mày chụp mình tao mày. Chụp tóc không? Đi lại đó. Chụp tóc không? Rồi chứ quay quay khúc ngắn này coi. Quay quay quay. Rồi quay nãy giờ nhóc luôn á. Quay nhóc nhiều đâu thôi, vậy cắt ra. Chấp. Nó buông tay liền á, đừng để nó ngưng. Nó mới dục xa. Thôi, nín thở rồi. Nín thở rồi, nín thở. Rồi quay kéo quần luôn. Trời ơi, gì vậy? Ừ, nè nó vậy á. Phèn phèn. Rồi, chúng mình xách nha. Vậy luôn hả anh? Ừ, mở đồ quay kéo rồi, chả được gì không á. Lặn vô coi. Quá đẹp. Ô. Chị ngủ không phải. Quê chữ gì? Biết quá trời dễ thương luôn ha. Thì hôm nay là mấy đứa em các bạn thì hôm nay là đến để là chụp hình với là em Thí Liễu nha. Quá trời đẹp luôn trời. Xong nè, kéo lại hết luôn xong. Thí Liễu đang nựng mặt. Sao công nhận cái trái ghê luôn á. Biết là thấy vậy đâu bà. Cái này là con con cái trái là cái mai chế này nè, này đúng rồi còn viên luôn cây sơn. Chân hiếu. Rồi biết luôn. Rồi em hiếu. Rồi cho bà đây, cho bà đây. Đâu? Ở đâu? Rồi, rồi đâu? Rồi rồi. Thôi để hai con mình tắm. Sợ đâu rồi? Sao gì đâu chụp. Cái này cũng nhiều à. Ai hỏi là bạn. Để đâu quấy không? Để đâu quấy. Trời ơi. Mời quá. Mời quá hủy hoài luôn. Có không? Đi ngồi đâu chụp. Ngồi đâu? Mẹ mày đứng không? Kêu anh ngồi chụp sao? Ngồi để chụp. Nhìn luôn đi. Đá sao ấy? Hỏi đồng ý rồi. Wow! Hai bên luôn. Cái nữa đi. Cái nữa đi. Cái nữa đi. Wow! Quá trời thơm luôn. Con mày đâm dưới trời. Gặp được cái gì đâu. À, con này không dính là anh này không. Hai gặp hai. Trời ơi. Không biết anh. Cái bồi tao quá mày. Trời ơi, vô bên đây, vô bên đây. Nè, cầu mày đúng rồi, đây. Dáng quá trời đẹp. Anh chị em chị nha. Đó, các bạn thấy là người ta treo những cái nón lá nhỏ đó các bạn, thì nằm ở trên cái là kế bên cái bụi tre nè, cực kỳ đẹp nha. Đó thì mà các bạn thấy là mấy đứa em gái xinh xinh ha, đang ngồi ăn những cái đồ chua. Tí la cà lâm quay mà tí la cà lâm chảy nước miếng luôn.
Thì mà các bạn thấy nha, thì mấy đứa em gái các bạn thì đang ủng hộ cho Tí Lạc Lâm luôn nha, đang là subscribe nha. Đó, quá chị dễ thương nữa, đang subscribe cho Tí Lạc Lâm nha. Đây Tí Lạc Lâm. Đó, dễ thương quá à. Em này em mấy thiệt chứ, Tí La nhìn thấy Tí La đi không nổi luôn. Rồi đã đăng ký nha mọi người, cảm ơn người đẹp nha. Thì các bạn thì sớm giờ các bạn thì Tí La cũng có review cho bạn xem ở trong khu du lịch Vinh Sang các bạn, thì ở Vinh Long bạn, thì sớm giờ Tí La quay thì nãy giờ thì quay thì cũng đã gần hết rồi các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Mình mà cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một like và một cái chia sẻ luôn các bạn ơi. Còn các bạn nào thấy Tí La mà thấy thương, thấy từng gì đó, nhớ đăng ký và subscribe cho Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Bây giờ là Tí La Cà Lâm, bye bye các bạn nha. Bye bye.